Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Mua Xe HD. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chương trình tăng view rất dễ để sử dụng để các bạn tham khảo. Trước hết, các bạn vào cửa hàng ứng dụng Play, gõ cho mình cụm từ UView. Các bạn kéo màn hình xuống phía dưới. Chọn cái ứng dụng Top Video Live View Subscribe. Sau đó các bạn cài đặt ứng dụng vào máy. Thì ở đây mình đã cài đặt rồi nên không cài đặt lại nữa. Thì các bạn mở ứng dụng lên. Thì ứng dụng yêu cầu chúng ta sử dụng tiếng Anh và hoặc là tiếng Nga, thì các bạn chọn tiếng Anh, sau đó nhấn Continue, tiếp tục. Thì ứng dụng có ba cái thành phần chính là Task, có nghĩa là công việc, thứ hai là Admin Video, tức là thêm video, và thứ ba là Shop, là cửa hàng. Thì các bạn vào Task để xem video. Thì có mỗi video sẽ có cái số cái coin tương ứng được đặt khi chúng ta tạo chiến dịch. Ở đây là mỗi video là có, khi ta xem xong thì sẽ được 96 coin. Thì các bạn kéo xuống phía dưới. Ở đây có cái mũi tên, thì các bạn kích vào đây thì sẽ xuất hiện thêm các video tiếp theo. Để xem video thì các bạn nhấn vào cái video nào mình muốn xem thì mình nhấn vào. Sau đó các bạn chọn YouTube. Thì ở đây các bạn xem video trong vòng 43 giây trở nên. Nếu các bạn thích video thì các bạn nhấn nút like, và muốn đăng ký video thì các bạn nhấn vào nút đăng ký. Thì sau khi xem xong thì chúng ta thoát ra thì sẽ được cộng với tiền coin tương ứng với cái video. Thì cái điểm tích lũy coin này chúng ta được sử dụng để tạo thành các cái chiến dịch bằng cách là thêm các cái video kênh của bạn vào chương trình. Cụ thể chúng ta xem xong 1 phút thì chúng ta thoát ra. Thì ở đây chương trình thông báo là đã được cộng 96 coin. Tiếp theo thì chúng ta tạo ra các cái chiến dịch bằng cách là vào cái phần Add Video. Sau đó các bạn mở cái kênh YouTube của bạn lên. Chọn kênh của bạn. Chọn video. Và các bạn lựa chọn cái video mà các bạn cần. Nhấn vào nút ba chấm vào phần chia sẻ, sao chép đường dẫn, mở lại ứng dụng, sau đó các bạn dán đường link vào. Các bạn nhấn OK thì chương trình sẽ đưa ra là số cái view các bạn cần lựa chọn vào đây. Giả dụ ở đây tôi chọn 10 view. Cái giá là do chúng ta đặt. Giả dụ tôi đặt là 81. Chúng ta đặt càng cao thì cái video chúng ta xuất hiện
sẽ càng ở trên top của cái ứng dụng sẽ nhanh hơn. Ứng dụng đã thông báo là đã hoàn thành và chúng tôi đã kiểm tra lại ở đây là có vừa nãy chúng ta thêm vào đây là đã có 30 trên 30. Tiếp theo các bạn muốn mua các cái coin thì chúng ta vào phần shop thì ở đây có các cái gói khác nhau tương ứng với các cái giá tiền mà chúng ta sẽ phải sử dụng để mua. Ví dụ 0,99 đô sẽ là 2.000 coin, 1,99 đô là 6.000 coin, 6,49 đô là 22.000 coin, 10,99 đô là 42.000 coin, 47,99 đô là 190.000 coin, 79,99 đô là 330.000 coin. Thì các bạn mua mức nào thì các bạn chọn vào tương ứng vào cái nút đó. Thì lúc này các bạn chỉ cần phải chờ đợi để chương trình sẽ đưa các cái video của chúng ta và những cái người khác sẽ xem video chúng ta và sẽ nhận được các cái view và cái sub tương ứng. Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng để tăng view rất là dễ sử dụng. Thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.